anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series lưu manh ký sự chương là chọn bên nào ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là rất nhiều con và đệ tử của các thần vương đều đến hồng hoàng cốt điện đòi phương hành tuy nhiên qua một hồi thương thảo thì áo cổ tiểu thần vương đã đưa ra cái lễ vật mà phương hành muốn dâng lên cho thần chủ để chuộc mạng đấy là pháp môn tu luyện của thánh cánh nhân viễn cổ và bọn họ đã chạy đến chỗ của phương hành để xác nhận biết được đó là truyền thừa của phủ diêu cung vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra nếu như không tận mắt nhìn thấy thì áo cổ tiểu thần vương sẽ không tin được là đám thần tử này lại kích động tới như thế sau một phen hỏi đáp của thần tử thái uyên minh tộc chư thiên kiêu của thần tộc đều có phán đoán của mình tin rằng việc này đã đúng đến bảy tám thành rồi nhưng trong chốc lát lại có vẻ không kiềm chế được kích động đáy mắt của mỗi người đều bắn ra tinh quang trói loại lộ ra ý khát cầu không che giấu chút nào trong đám người này lại chỉ có thần tử phá phong của cốt tộc là đặc biệt muốn tính mạng của phương hành còn tạm thời áp chế được sắc mặt của y thở ơ cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì lặng lặng nghe xong một lát khi mà chư tu đều trầm mặc y liếc hai mắt yếu ớt nhìn phương hành bỗng nhiên mở miệng cho dù người có pháp môn của cổ thánh thiên nguyên nhưng từ đâu biết được là có thể hiến vật đó cho thần chủ chứ nghe xong lời của y chư tu đều ngẩn ra thần chủ tìm kiếm pháp môn của cổ thánh thiên nguyên việc này vẫn chưa công khai cho dù là trong thần tộc cũng chỉ có vài người nòng cốt quý tộc mới có thể tiếp xúc và biết được ngay cả hồng hoang cốt điện và thương lan hải trước đây đều không biết ma đầu kia có thể biết được cũng có chút kỳ quái <cười> <cười> vị này xưng hồ như thế nào phương hành lại ung dung cười nhìn phá phong ta là con có bất hủ thần vương thiếu chủ cốt tộc phá phong người nên biết ta phá phong cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng mình xuống nhưng ai nấy đều thấy được sát ý mãnh liệt của y đối với phương hành chưa từng nghe tới phương hành lưu loát lắc đầu như là tỉ mỉ suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói cốt tộc bạch ngọc kinh phong tuyến đóng ở bạch ngọc kinh chính là nhị nợ ta quỷ mộc còn có hơn 400 tộc nhân cốt tộc ta Phá phong cắn răng mở miệng Lửa giận trong đáy mắt khó có thể che giấu Ồ oh oh. Ta đây nhớ rồi." Phương Hành nở nụ cười thoạt nhìn vô cùng ung dung mà nói, "Chính là lúc tên quỷ mộc gì đó chặn giết ta, làm ta kỳ quái phát hiện ra một điểm, cho dù lúc đó ác chiến kịch liệt thế nào, hắn đều không dám hạ sát thủ với ta, cho dù ta giết sạch tộc nhân của hắn, hắn vẫn chỉ muốn bắt giữ ta. Hơn nữa ta cũng lưu ý tới khi ta nhìn thấy khi thấy ta thi triển pháp môn của thánh nhân thì hắn sợ tới mức trợn cả mắt lên." nhìn ta giống như là nhìn hoa cúc của khuê nữ vậy tiểu gia ta lại không phải là người ngu dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể biết được pháp môn của thánh nhân này đối với nhóm thần tộc các người chắc chắn là có tác dụng phi phạm lúc đối mặt với sinh tử đương nhiên phải lấy ra để thử thời vận vừa nói hắn như âm thầm vận chuyển pháp môn nào đó khí thức quanh người đột nhiên đại biến trên đỉnh đầu xuất hiện một nhóm lửa nhàn nhạt, nhạt ngọn lửa kia cũng không phải tà muội chân hỏa thậm chín thoạt nhìn có chút bình thường không có gì kỳ lạ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ngọn lửa này hợp thành từ hư hỏa của một sinh linh, rất nhiều hư ảnh đang không ngừng dẫy giụa, dường như là muốn trốn ra từ bên trong vậy. Trong vô số cái bóng đó, Phá Phong cũng không biết có phải là mình xuất hiện ảo giác hay không, vậy mà có thể nhìn thấy hình bóng của đệ đệ đã chết. Ngươi! Trong chớp mắt này hai mắt của Phá Phong như tràn ra máu tươi, hàm răng cắn chặt vang lên những tiếng kẽo kẹt gầm nhẹ một tiếng bước chân đạp ra. Ầm! Uhm giữa thiên địa tựa như nổi lên tiếng sét đùng đằng một thanh cốt kiếm trong suốt xuất hiện trong tay y nhắm thẳng vào phương hành trong một chốc khi cốt kiếm xuất hiện dường như ngay cả trên không cũng bị hàn mang trên thân kiếm làm chia thành hai nửa ẩn hiện có cảm giác như nghiền nát khó có thể hình dung một kiếm kia có bao nhiêu sắc bén chỉ làm cho mọi người có mặt đều theo bản năng cảm thấy hết cả hồn một kiếm chỉ vào phương hành ở phía xa thậm chí trước khi đâm ra như phán định phương hành hẳn là phải chết ngay cả con mắt của Phương Hành cũng híp lại, hắn đang ở bên trong cái đầu lâu. Cốt kiếm này không hẳn có thể làm hắn bị thương, chỉ là vẫn không ngại hắn có thể nhận biết được chân thân cốt kiếm ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, chỉ trong nháy mắt đã đại định. Tài nào người này có thể làm được thần tử của cốt tộc, đều là con của bất hủ thần vương. Lúc nghênh chiến với quỷ mộc và bạch ngọc kinh, ngay cả một phần sức mạnh của y, gã cũng không đạt được. Vật chất tối, ưu thế trong thế gian của thiên nguyên chính là thép dòng mà tu sĩ thiền truy bách luyện mới có được nhưng cốt tộc trời sinh ngọc cốt dường như so với thép dòng còn mạnh hơn gấp trăm lần chứ có điều cũng đúng lúc này chùm hòa diễm trên đỉnh đầu cảm giác được khí tức của thần tộc thiên kiều ở bên ngoài cũng đồng thời cảm thấy đại hỷ bọn họ chắc là có thủ đoạn hoặc kiến thức nào đó có thể nhìn ra phương hành thi triển pháp môn này có phải là thứ bọn họ mong muốn hay không thông qua điểm này liền có thể xác định ở trong lòng hầu như đang nhảy nhót không biết có bao nhiêu người còn đang muốn hỏi phương hành nhưng cũng vào lúc này một kiếm của thần tử phá phong ở bên cốt tộc kinh động tới bọn họ trong bụng đều cảm thấy kinh hãi không biết có bao nhiêu người vô thức là xông lên hiển nhiên là đại công đã sắp tới tay nếu như bây giờ bị người chém ma đầu kia chẳng phải giống như giá cản giá chẳng xa cát biển đông sau chỉ là đối mặt với một kiếm này mấy người thái nguyên minh tộc song sinh của dạ tộc cũng không dám chính diện chặn lại khi đang cấp bách thì song sinh của dạ tộc quát lên một tiếng một cái tay áo hắc sắc nhẹ nhàng quật tới đầu vai của phá phong làm cho y phân tâm còn thái uyên của minh tộc thì quát lên như sấm phá phong pháp môn mà thần chủ đang cần hiện ở trên người hắn người muốn phá hủy nhiệm vụ mà thần chủ giao phó hay sao vù một tiếng một thanh cốt kiếm mới chỉ đâm ra phân nửa liền vững vàng dừng lại giữa hư không mây trôi chung quanh ầm ầm nổ tung như cuồng phong giật tán ra trên mặt của phá phong âm tình bất định rất rõ ràng là lời nói của Thái Uyên quả thực đã đánh trúng chuyện khó trong lòng y. Thấy y ngừng tay, mọi người khác liền vội vàng đạp bước lên trước, vững vàng bảo vệ phương hành, không dám tiếp tục cho y cơ hội xuất thủ nữa. Ma đầu, người giết chết thần đệ đệ của ta, tan sát tộc nhân ta, thù này là không đợi trời chung. Cha ta bất hủ thần vương đã lập thệ nhất định trảm người, tiến người xuống hoàng tuyển, người tuyệt đối không thể chạy trốn được. Trừ phi người lập tức giao pháp môn này ra, thì có thể còn một con đường sống cố kiềm nén một kiếm này lại phá phong đột nhiên giữ tận mở miệng ý tứ trong lời nói cực kỳ khiến người ta khiếp sợ thần tử cốt tộc thống hận phương hành như thế lại muốn cho phương hành một tia hy vọng sống sau ngay cả áo cổ tiểu thần vương vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh cũng đều kinh ngạc mơ hồ cảm thấy việc này đã vượt ngoài tầm khống chế bất kể là gã hay phương hành đại cái đều hơi coi thường tầm quan trọng của pháp môn kia thần tử cốt tộc rõ ràng trong thời gian ngắn đã phân tích ra tầm quan trọng của pháp môn cũng biết mình không thể trực tiếp giết chết phương hành được bởi vậy nên lập tức mượn cơ hội này uy hiếp phương hành muốn thay cốt tộc đòi lấy môn pháp môn kia xem ra pháp môn này quả nhiên rất quan trọng đối với các người ta đoán đã đúng đối mặt với ngôn ngữ kinh người của thần tử phá phong của cốt tộc phương hành không thèm để ý giọng thấp xuống là nụ cười rồi lại nói pháp môn này ta đương nhiên dự định dâng ra dù sao nó cũng là thứ bảo mệnh của ta chỉ có điều cốt tộc các người xem ra thực sự là hận ta đến tận xương tủy ta cũng vô cùng không thích các người hơn nữa bảng giá người đưa ra quá thấp không phải đối tượng tốt để giao dịch người đảng tự tìm đường chết thần tử phá phong của cốt tộc rít lên qua kẽ răng sát khí lại trở lên nồng đậm à, ta lại cảm thấy hắn là một người thông minh phương hành chưa kịp trả lời thì có một người khác đã khẽ cười mà đáp thay chính là thần tử thái uyên của minh tộc gã đầy mặt là ý vui mừng nhìn chăm chăm và phương hành thấp giọng nói người nói rất đúng bảng giá mà cốt tộc đưa ra thực sự quá thấp ta nghĩ ngươi phải có một đối tượng tốt hơn để giao dịch minh tộc chúng ta từ ban đầu đã muốn chấp nhận cho người thần phục lần này ta tới hồng hoang cốt điện ở một mức độ nào đó là muốn cứu ngươi bây giờ ngươi có pháp môn của thánh nhân trong tay vậy thì không còn gì tốt hơn giao pháp môn này lại cho ta đi ta có thể đại diện cho cửu u thần vương cam đoan với ngươi Người sẽ không chỉ nhận được địa vị trong thần tộc hơn nữa còn được cửu u thần vương che chở thái uyên ngươi thực sự muốn trở thành kẻ địch với cốt tộc ta sao? phá phong giận tím mặt xoay người lại lạnh giọng quát lớn với thái uyên thái uyên lại chỉ nhẹ nhàng cười nói chúng ta chỉ thần phục với thần chủ mà thôi phá phong cắn răng ken kết nhất thời lại không biết phản bác như thế nào muốn nhận được sự che chở cũng không nhất định phải chọn cửu u thần vương vĩnh ám thần vương cũng có thể bảo vệ người không chết thậm chí ta có thể hứa hẹn trước với người sau khi người sẵn sàng góp sức cho thần tộc ta có thể bảo vệ người trở thành thần tướng dưới trướng của cha ta dưới một người trên cả vạn người cho dù trước đây người có thù hận gì ở thiên nguyên có tâm nguyện gì chưa dứt ta đều có thể bằng lòng trước với người nhất định sẽ giúp người làm được thần tử song sinh của dạ tộc lúc này cũng nở nụ cười vừa nghe đã thấy tràn đầy thành ý lại nói ta hình như còn nên gọi ngươi một tiếng anh rẻ <laughs> ngươi không phải nên suy nghĩ hợp tác với thương lan hải trước sau mẫu hộ của ta vốn không quá đồng ý việc hôn nhân của ngươi và ngao trinh chẳng qua hiện nay ta lại cảm thấy việc này có thể bàn lại hiện tại nàng đang bị cấm túc ở thương lan hải ta nghĩ nếu như ngươi nguyện lựa chọn giao pháp môn của thánh nhân cho ta các ngươi sẽ nhanh chóng được gặp mặt lại thôi tứ hoàng tử ngao cuồng của thương lan hải cũng đã hiểu là chuyện gì xảy ra dĩ nhiên cười tủm tỉm mở miệng còn truyền nhân hung đao của tiểu tiên giới muốn nói lại thôi có điều vẫn nhìn về phía phương hành rõ ràng gã cũng động tâm nhưng không dám nói rõ trước mặt thiên kiêu của thần tộc chỉ truyền một luồng thần niệm nhỏ khó có thể thấy qua đó ngắn gọn mà kiên định nói không cùng tộc chắc chắn sẽ có ý nghĩ khác cho dù ngươi chọn người nào trong số này ta cam đoàn kết quả cuối cùng của ngươi đều sẽ bị nuốt tới đầu khớp xương cũng không còn không dành để nhiều lời ta chỉ có thể cam đoan với ngươi nếu như ngươi có thể đưa ra pháp môn cho tiểu tiên giới bọn ta, ta sẽ đảm bảo cả 12 tiểu tiên giới sẽ liên thủ che chở cho ngươi. Mà có phần đại công này chúng ta thậm chí có khả năng thành lập một thế lực nhân tộc chân chính ở dưới trướng của thần chủ. Pháp môn thánh nhân này là đồ vật mà thần chủ mong muốn có được. Những người đại biểu cho lợi ích của thần vương như bọn họ có ai mà không muốn có cơ chứ? Cho dù vật đó chính là do ma đầu dâng ra, nhưng thông qua tay của ai để nộp lên thì người đó liền đập được bát đại thiên công trong lúc nhất thời chư vị thiên kiêu thần tộc ở trước mặt phương hành uy hiếp lợi dụng tranh cãi nếu như nói ngay từ đầu bọn họ đều có lập trường của riêng mình kỳ thực chỉ thông qua thái độ với chuyện này để ép bất hủ thần vương và vô gian thần vương nhường ra một số lợi ích như vậy lúc này bọn họ đã thực sự bắt đầu tranh đoạt phương hành vì thế mà không tước đưa ra hứa hẹn trong đó đã nói rõ và ám chỉ cũng làm cho phương hành chốc lát gượng cười chuyện này quá thuận lợi cũng làm cho hắn có chút không biết nên lựa chọn như thế nào rốt cuộc nên hợp tác với bên nào đây nhân mã của cả sáu phe đều có bối cảnh không thể khinh thường thân tử phá phong của cốt tộc thân tử song sinh của dạ tộc truyền nhân thái uyên của minh tộc thì không cần phải nói nó đều đại biểu cho một vị thần vương còn có thương lân hải lại lấy cả long nữ ngao trinh ra ám chỉ một thứ gì đó với phương hành làm phương hành không thể bình tĩnh được nữa tiểu tiên giới cũng đã chỉ ra một điểm đó chính là cho dù là thế lực của tiểu tiên giới là yếu nhất trong mấy phe nhân mã này nhưng dù sao cũng là nhân tộc bọn họ đã sớm phản bội thiên nguyên nhưng bọn họ dù sao cũng là đồng tông đồng tộc với phương hành mà gã hiển nhiên cũng nghiêm túc suy tính liên hợp với phương hành đưa ra một kiến nghị tự nhận là vô cùng có giá trị hoặc có thể nói là tràn đầy dã tâm đó chính là dựng lên một thế lực của nhân tộc dưới chứng thần chủ mà nay thần chủ trưởng ngự ba ngàn thần tộc 12 đại thần vương trong đó có hai vị chính là được sắc phong từ thế lực của thiên nguyên một là thương lan hải hay là hồng hoang cốt điện nhưng nghiêm túc mà nói thì không ai có nửa phần địa vị trong thần tộc đây cũng chính là chuyện mà tiểu tiên giới canh cánh trong lòng mà vào lúc này ánh mắt vương hành vô tình hữu ý nhìn sang phía thương lan hải và tiểu tiên giới tứ hoàng tử ngao cuồng của thương lan hải đã hơi nở nụ cười nắm chắc ý đắc thắng trong tay còn truyền nhân hung đạo của tiểu tiên giới thì nhíu mày thật chặt dáng vẻ chịu nhục khổ đại cửu thâm chỉ có điều ngay lúc mà mỗi phe bọn họ đang dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn rốt cuộc phương hành lại nhẹ nhàng cười lúc mở miệng lời nói ra đều làm cho bọn họ kinh hãi trong mắt đều là vẻ khác thường các ngươi đều đã vội vã muốn mượn hơi ta như vậy vậy nói rõ pháp môn mà ta muốn dâng ra này có giá trị không nhỏ vậy thì ta còn hợp tác với các ngươi làm cái rắm gì trực tiếp tìm thần chủ không phải là tốt hơn sao tìm thần chủ chư thần tử đều ngẩn ngơ sau đó thần sắc khác nhau tiếng cười lạnh vang lên bằng vào ngươi cũng có tư cách trực tiếp hiến vật quý cho thần chủ sau kẻ nói chuyện là phá phong y không dám thực sự giết chết phương hành lúc này trên mặt đầy là ý cười ha <laughs> ha có lẽ là chúng ta nói không đủ rõ ràng vì bằng hữu nhân tộc này bây giờ ngươi dù sao cũng là một tên tù phạm cho dù trên tay có thứ mà thần chủ cần cũng không có cơ hội gặp mặt để hiến vật quý ta nghĩ ngươi nên chọn một người thay thế ngươi dâng dị bảo lên thì tốt hơn Đến lúc đó thần chủ ban cho cái gì, chúng ta đương nhiên cũng không bạc đãi ngươi, đảm bảo cho ngươi giữ mạng là chuyện dư xài. Thần tử song sinh của dạ tộc nhả giọng nở nụ cười, không lộ một dấu vết lắc đầu, cảm giác phương hành quá mức ngây thơ. <laughs> Đưa pháp môn cho các ngươi, nhận được ban thưởng của thần chủ cũng là các ngươi, cộng lại ta liền không công dâng nộp pháp môn này ra rồi. Phương hành cười lạnh một tiếng thậm chí hơi mất kiên nhẫn. Các ngươi cứ ở đó mà mơ đi, cũng không ra ngoài hỏi thăm thử, Tiểu gia ta có bao giờ làm vụ làm ăn nào mà bị lỗ chưa? Nói tới đây thôi, cho dù các ngươi là vương bát cao tử, quy tôn thần vương gì đó, tiểu gia ta đều không để vào mắt. Có tư cách làm ăn với ta chỉ có thần chủ, pháp môn này ta chỉ muốn hiến lên trong ta. Hoang đường, chư thiên kiêu thần tộc có mặt đều giận tím mặt lớn tiếng quát. Ta nghĩ là biểu hiện của chúng ta quá mức bức thiết nên khiến tiểu nhi này đánh giá cao, giá trị vật trong tay hắn đây mà. Ha <laughs> ha, ta lại có một đề nghị thế này, giả sử hắn thực sự khư khư cố chấp chẳng bằng chúng ta liên thủ ép hỏi pháp môn kia ra sau đó lại chia đều quyền lợi như thế nào <laughs> bất hủ thần vương và vô gian thần vương muốn mạng của ma đầu hồng hoang cốt điện cũng muốn có được sự hữu nghị của chư vị thần vương cứu thần vương và vĩnh ám thần vương chắc chắn sẽ không từ chối ban thưởng phong phú của thần chủ còn thương lan hải chuyện này chúng ta sẽ đều nhớ nhân tình của các ngươi cho dù như thế nào ta nghĩ phải có một biện pháp hẳn sẽ làm cho mọi người chúng ta đều hài lòng trước thần tử song sinh của dạ tộc thấp giọng cười nói cũng là truyền âm bằng thần niệm truyền thẳng vào tai của mọi người không cho phương hành nghe ý của gã rất rõ ràng muốn cổ động mọi người cùng nhau hạ thủ hành hạ phương hành đợi sau khi lấy được pháp môn lại do các thế lực trao đổi lợi ích với nhau nói ngắn lại là muốn bỏ đi suy nghĩ trực tiếp hiến vật quý của phương hành biện pháp này đương nhiên là ổn thỏa hơn nữa thuận lý thành trương thần tử cốt tộc và truyền nhân của minh tộc đều âm thầm gật đầu cảm thấy khá hay nhưng áo cổ tiểu thần vương lại cười khổ một tiếng rồi nói phương pháp này cũng không tệ chỉ tiếc là ta phải bẩm báo với phụ thương ta khô lâu giam giữ ma đầu kia là một món trí bảo của hồng hoang cốt điện bằng vào sức mạnh của chúng ta sợ rằng khó mà phá vỡ phòng ngự của nó cho dù phá được thì cũng hủy đi thứ mà hồng hoang cốt điện ta cất giấu từ lâu chỉ có phụ vương ta mới có thể mở nó ra bằng không chúng ta căn bản không làm gì được hắn vương hành ở trong khô lâu bất động thành sắc gật đầu biết áo cổ tiểu thần vương là đang nhắc nhở mình à, ta cũng không đồng ý với cách làm này nói thật nếu như bàn về quan hệ thân sơ thương lan hải chúng ta dù sao cũng có chút giao tình với tiểu ma đầu cho nên nếu hắn giao pháp môn này cho các người ta sẽ rất tức giận nhưng chỉ cần không phải là cho các người vậy thì ta có thể chấp nhận được dù sao trước khi ta lên đường phụ vương ta nói tiểu ma đầu này còn có chỗ hữu dụng bảo ta tận lực bảo vệ mạng quán mà thôi tứ hoàng tử của thương lan hải cũng lười biếng mà nói dáng vẻ bại hoại kia khá là không được người ta ưa mắt. <laughs> các người không phải là muốn khảo vấn pháp môn kia từ trong miệng của ta, rồi sau đó tự mình thương lượng mà làm đấy chứ. Phương Hành nghe xong nhắc nhở của hai người này, làm sao còn không biết suy nghĩ trong lòng mấy vị thiên kiêu thần tộc kia nữa. Hắn cười lạnh một tiếng, nhẹ cắn răng mà nói. Chỉ có điều ta cảm thấy là các người suy nghĩ quá nhiều. Bí mật trong bụng ta, chỉ cần ta không muốn nói, sợ rằng không ai có thể hỏi ra được dù sao khi ta nhận thấy thời điểm nguy hiểm sẽ tự động tiêu hủy một bộ phận thần thức của ta đến lúc đó nhỡ đầu các người tính làm như thế thật ta lại hủy thần thức đó đi lừa giận của thần chủ mà giáng xuống các người cứ chờ mà hưởng thụ cho phê đi mọi người không ai đáp lời hắn nhưng cũng biết chuyện hắn nói vô cùng có khả năng áo cổ điện hạ ta là bị các người bắt lại rồi nhốt ở đây các người nên có phụ trách với ta vương hành cười tủm tỉm nhìn về phía áo cổ tiểu thần vương thở dài nói trước đó người không biết tầm quan trọng của trí bảo ta định dâng lên không để ý đến ta thì cũng thôi hiện tại đã biết rồi vậy thì mời hồng hoang cốt điện người dâng cho ta một phong thư hy vọng thần chủ có thể đồng ý với ta ba điều kiện thứ nhất ta sống rất tốt cũng không muốn chết xin lão nhân ông ta xá tội chết cho ta cũng xin ông ta hạ chỉ không cho một vị thần vương nào chém được ta thứ hai ta coi như đã sẵn sàng góp sức cho thần tộc nhưng không có vị thần vương nào có tư cách giật dây cho ta ta có thể thần phục ông ta nhưng cũng không nguyện thần phục dưới thần vương thứ ba điều kiện thứ ba đợi sứ giả thần đình tới rồi nói hắn nói ung dung nhưng mấy vị thiên kiêu thần tộc lại trừng mắt giận dữ quát nằm mơ nhưng cố tình áo cổ tiểu thần vương nghe được sự ám chỉ trong lời nói của phương hành khuôn mặt nở nụ cười gượng vô cùng bất đắc dĩ nói trừ vị chuyện này liên quan thực sự quá lớn hồng hoang cốt điện ta không dám tự mình quyết định thứ tội việc này ta chắc chắn sẽ bẩm báo cho phụ vương do lão nhân giao ta gửi một phong thư cho thần chủ nói rõ ngọn nguồn của chuyện này coi như thần chủ có để ý tới hắn tay không thì ta không xen vào nữa chư thiên kiêu thần tộc có mặt đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cố tình lại không có biện pháp nào khác còn áo cổ tiểu thần vương cũng không đần độn biết lúc này nên làm cái gì mà những thiên kiêu của thần tộc này tới đơn giản là muốn thông qua phản ứng của bọn họ để phán đoán pháp môn kia của phương hành có thực sự quan trọng như vậy không nhìn thấy kết quả tốt vượt qua khỏi tưởng tượng của mình thì liền khách khí đùn đẩy trách nhiệm mình thì âm thầm đều người thông báo cho hồng hoàng lão long vương về kết quả trước khi đi chư thiên kiêu của thần tộc đều âm thầm nhìn phương hành một cái các loại ám chỉ vô cùng phức tạp không ai ngờ tới phương hành là có sự quyết đoán trực tiếp muốn tìm thần chủ hiến vật quý mà không mượn tay bất kỳ ai trong số họ điều này cũng đại biểu cho việc tên ma đầu này bỏ qua bất kỳ sự che chở nào của họ có dã tâm muốn tự lập một phái bởi vì lấy một chuyện nhỏ này, chư thiên kiêu của thần tộc không khỏi lần nữa phải dò xét phương hành là địch hay bạn, hoặc là bảo vệ hoặc là giết đều phải suy nghĩ lại vào lúc này. Một tên phản bội nhân tộc ngay cả chân tiên cũng không phải, lại to gan lấn mật muốn trao đổi buôn bán với thần chủ, chuyện này nghe qua thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thân phận và cảnh giới của song phương khác biệt quá xa, chẳng ai ngờ tới tầm quan trọng của pháp môn cổ thánh lại vượt qua khỏi tưởng tượng của bất kỳ người nào. Ngày thứ hai, Hồng Hoàng Lão Long Vương chuyển tin cho thần đình. Thần đình liền gửi thư trả lời. Phương Hành vẫn bị phong ấn trong khô lâu, bị áo cổ tiểu thần vương, lấy thần lực đưa ra. Ở trong đại sảnh đang có một tấm cốt kính dựng thẳng. Còn tưởng là tới nhà như vậy, hóa ra là cách không chuyển âm. Trong lòng Phương Hành đã nghĩ thông, lúc đầu cho rằng thần đình sẽ phái người qua đây. Thời gian thông báo chưa tới vài ngày, vừa may có thời gian để anh suy nghĩ kỹ một chút. Không ngờ tới ngày thứ hai đã có tin tức. Chỉ có điều nghĩ lại thì cũng phải thôi. Hiện nay thần chủ căn bản là ở ngoại, ngoại vực, còn không có biết cách thiên nguyên xa hay không. Chỉ sợ ông ta có thần thông lớn hơn nữa cũng không thể làm được là một bước kéo qua không trung mà giáng xuống thiên nguyên. Hơn nữa từ một phương diện khác thì mình dâng lên pháp môn cổ thánh này, chỉ sợ còn không đáng để ông ta tự mình đi một chuyến tới đây. Cũng có thể nhân cơ hội để xem thử, vì thần chủ kia rốt cuộc là có dáng vẻ thổ tả gì đây. Phương Hành ngâm nghĩ còn mắt nhìn sang bên phía cốt kính. Cung nghinh thần sử, hiển hóa. Áo cổ tiểu thần vương liền hành lễ một cái. Trong cốt kính nhanh chóng xuất hiện tầng tầng rung động. Đợi khi sự rung động bình tĩnh lại, có thể nhìn thấy bên trong cổ kính có thêm một hình chiếu của sinh linh. Chỉ có điều vừa nhìn qua làm cho Phương Hành có chút thất vọng. dáng vẻ của sinh linh kia giống như người vậy. Mặt trắng không dâu, mặt không chút đổi sắc, tuyệt đối không thể nào là thần chủ được. Đại khái chỉ là một người theo hầu bên cạnh thần chủ mà thôi. Thiên nguyên phương hành người ở đâu? Sinh linh trong cốt kính rõ ràng đối diện với phương hành, nhưng hai mắt lại rủ xuống kéo dài âm điệu mà hỏi. Ở đây, phương hành vội vàng xua tay một cái lớn tiếng kêu. À, ngươi chính là phương hành sao? Ánh mắt của thần sử lạnh nhạt nhìn tới, sau đó con ngươi đột nhiên co lại quát lên. Tiểu nhi vô tri, ngươi có biết tội của ngươi hay không? Thần sử giận dữ thiên địa biến sắc trong phòng khách mọi người cầm như hến chỉ có phương hành như một tên hòa thượng lùn hai thước tay sở không thấy đầu không biết à trong cốt kính sắc mặt của vị thần sử thật sự không tốt âm trầm đôi mắt tam giác lạnh lùng u ám nhìn phương hành lạnh giọng nói tiểu nhi người thật to gan cửu thiên thập địa thiên hạ vô biên người dám nói điều kiện với thần chủ cũng không có được vài người sắc mặt phương hành trong nháy mắt vô cùng khó coi nhíu lông mày nói ông ta không muốn đồng ý với điều kiện của ta sao ánh mắt của thần sử lành lạnh thần chủ xưa nay không bàn điều kiện với người khác trong lòng phương hành lại hơi kinh ngạc trong lòng nghĩ chuyện này có hơi phiền phái rồi nhưng không ngờ thần sử hù dọa hắn một câu rồi lại chuyển giọng lần nữa nở nụ cười lạnh chỉ có điều nẻ tình người sống ở nơi thiên giã không biết cấp bậc lễ nghĩa nên tha cho ngươi một lần Bàn tọa tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu lần sau kiến công cho thần chủ thì đừng có sinh ra nhiều tâm địa gian xảo như vậy thiên nguyên phương hành tiếp chỉ còn bà nó, chuyện thổ tả gì đây? Phương Hành ngơ ngác đứng đó, bị gã làm cho có phần không nắm được tình huống. Thần sự trong cốt kính căn bản không thèm nhìn hắn, tự mình lấy ra một quyển trục có tản ra kim quang, kéo dài âm điệu, chậm gì gì mà đọc. Hiền nguyên Phương Hành vốn là phản bội nhân tộc, chống lại đại quân thần tộc, tội đáng chết, vạn là một lần. Nhưng niệm tình người lạc đường mà còn biết kim chỉ nam để quay đầu, bỏ gian tả theo chính nghĩa, lại muốn dâng lên pháp môn của cổ thánh để lập công chuộc tội thần chủ khai ân tha cho ngươi một mạng ban cho chức tử kim thông thiên thần tướng dưới trướng của thần chủ ngươi phải ghi nhớ thần ân không chối tử hiểm nguy làm việc vĩ đại vì đại nghiệp của thần tộc kiến công cho cửu thiên thần chủ khâm thử nghe xong ý chỉ của thần sử này sắc mặt phương hành trở nên gọi là muôn màu muôn vẻ cuối cùng cũng hiểu là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra xem ra là thần chủ vẫn đồng ý với điều kiện của mình chỉ có điều thần sử này mặt mũi lớn, khuyết điểm lại nhiều. Trước khi tuyên chỉ còn chửi mình mấy câu, làm mình còn tưởng rằng là đã tính sai rồi. Mà đám thiên kiêu thần tộc đang có mặt chung quanh thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ trong thần chỉ đơn giản này, tin tức đã tiết lộ ra không ít. Thần chủ lại thực sự đồng ý với điều kiện mà tiểu ma đầu đưa ra. Tha choán một mạng không nói, còn phá hoắn là tử kim thần tướng, hơn nữa trên danh nghĩa là, là dưới chướng của thần chủ, Điều này cũng nói rõ phương hành Tùy sẵn sàng góp sức cho thần tộc Nhưng lại chỉ do thần chủ điều khiển được chư vị thần vương tại vị khác Tuy là vị trí cao hơn hắn Nhưng không thể sai khiến hắn Thân sử mặt không thay đổi Nói xong mấy câu liền đưa tay Dâng pháp môn lên Ván đã đóng thuyền Sắc mặt của chư thiên kiêu thần tộc rất khó coi Nhưng phương hành ngồi trong khô lâu lại bất động Đầu lắc trái lắc phải một cái mà nói Ta còn có một điều kiện nữa Sao? vừa nghe được lời này quán sắc mặt gã sứ giả thần tộc liền trầm xuống ánh mắt bất thiện hoàn toàn là u lãnh áo cổ tiểu thần vương thì hận không thể đi tới đá và đít phương hành một cước thật sự là ngu xuẩn thần chủ đã đã đồng ý hai điều kiện của phương hành rồi là khá nằm ngoài dự liệu của bọn họ chẳng những là nhận được chính miệng của thần chủ hứa hẹn xá mệnh thậm chí còn được phong làm tử kim thần tướng dưới trướng của thần chủ điều này cũng đại biểu cho việc phương hành có thể không bị chư vị thần vương tiết chế kết quả tốt như vậy nhưng trước đây lúc bọn họ quyết nghị kế hoạch này chưa từng nghĩ tới ma đầu kia không nhanh chóng đi lên khấu tạ ân điển là còn muốn ra thêm điều kiện nữa cũng không biết có phải vừa rồi là bị thần sử mắng hai câu cho nên hắn mới cố ý đối địch như vậy hay không nếu có điều kiện người nói ra nghe thử sắc mặt của thần sử không âm không dương nhàn nhạt mở miệng ánh mắt như cái móc câu điều kiện này cũng không khó khô lâu này mấy ngày nay ta ở rất quen xin thần chủ khai ân thưởng cho ta phương hành cười hì hì nói nhưng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người sắc mặt của thần sử rất dễ coi suy cười một tiếng vật nhỏ này cũng thật khôn khéo đây là muốn mượn uy nghi của thần chủ để giúp ngươi muốn gì được nấy sau chuyện này thì ta lại không làm chủ cho ngươi được đó là bảo bối của hồng hoang cốt điện ngươi hỏi áo cổ tiểu thần vương mới được nói rồi đảo trong mắt trong cốt kính nhìn về phía áo cổ tiểu thần vương đang đứng bên trái của đại điện dáng vẻ đó rõ ràng là ám chỉ áo cổ tiểu thuần vương đồng ý dù sao điều kiện thứ ba này của phương hành thực sự không lớn mẹ kiếp mày tiểu ma đầu áo cổ tiểu thuần vương hận tới nghiến răng còn tưởng phương hành muốn đưa ra điều kiện khốn kiếp gì không ngờ lại thỉnh cầu có được khô lâu này đây chính là dị bảo của hồng hoang cốt điện sau khi áp dụng kế hoạch này sợ phương hành khi đang bị nhốt sẽ bị người khác ám sát cho nên mới đặc biệt lấy ra để giam giữ hắn nhìn như một cái lồng giam nhưng có các loại bí ẩn khác vốn là muốn sau khi thực hành kế hoạch ma đầu kia sẽ không chịu tùy tiện thỉnh cầu hồng hoang cốt điện cái gì lại không ngờ rằng hắn lớn mật nói ra một câu như thế cố tình sân thần sử này lại đại biểu cho thần chủ gã cũng không tiện cự tuyệt chỉ có thể cười khổ gật đầu từ hôm nay trở đi mọi người đều là đồng liêu làm việc cho thần chủ nếu như phương thần tướng đã quan trọng bảo vật này vậy thì tặng cho tướng quân coi như làm hạ lễ <laughs> được được Phương Hành cười dài một tiếng đồng ý, sau đó vận chuyển tâm pháp, một luồng thần niệm biến ảo từ lòng bàn tay nhẹ nhàng lượn lờ bay vào cốt kính, xông thẳng vào trong mặt kính, xuyên qua cả trăm ngàn vạn dặm, cuối cùng xoay tròn trong lòng bàn tay của thần sử ở bên khác của cốt kính. Nó hóa thành một viên châu lóe sáng màu trắng, được thần sử nhẹ nhàng cầm lấy giỏ xét một phen, sắc mặt vui mừng, phất tay áo mà phân phó. Thông thiên thần tướng phương hành, có công cống hiến vật quý, đặc biệt lấy 10 ngày sau, đi tới thần tiêu cung của thiên nguyên để yết kiến mặt kính lóe lên một trận cái bóng của thần sử liền biến mất chư tu trong phòng cũng thở phào nhẹ nhõm chúc mừng phương đạo hữu từ nay mọi người đều là người của thần đình cả rồi áo cổ tiểu thần vương là người đầu tiên mở miệng vẻ mặt không âm không dương mỉm cười nói à, khách khí khách khí rồi sao đừng quên chuyển pháp quyết điều kiện khô lâu này cho ta Phương Hành cười to một tiếng ở ngay trong khô lâu ôm quyền đáp lễ. Ha, giá tu của nhân tộc xứng là người của thần đình sau. Thần tử phá phong của cốt tộc ánh mắt u lánh âm trầm nói. Hy vọng là người có thể sống khỏe mạnh mà hưởng lấy cái vinh hoa phú quý này. Nói rồi trực tiếp phi ra ngoài hồng hoang cốt điện trực tiếp rời đi. Phương Đạo Hữu được thần chủ hạ chỉ sắc phong làng thầm tiếng chính là một việc đại hỷ. Ta sẽ thiết yến đái khách, chư vị cùng dự. Thế nào? Áo cổ tiểu thần vương cười một tiếng nhìn đám người chung quanh. Ngoài trừ thần tử phá phong của cốt tộc là có đại thủ không chết không thôi mà trực tiếp rời đi, chư thiên kiêu thần tộc khác đều ở lại. Ngay cả truyền nhân hung đạo của tiểu tiên giới, đại biểu cho vô gian thần vương, tới hồng hoang cốt điện cũng đều ở lại, dường như muốn tìm một chút cơ hội nói chuyện với phương hành. Còn áo cổ tiểu thần vương thì cũng y lời bày tiệc rượu, mời mọi người dự tiệc. Trong ánh mắt của mọi người ở đây là hồng hoang cốt điện làm vì phương hành, mà nhận được thiên ân cố gắng hóa giải mâu thuẫn với hắn nhưng phương hành lại biết hắn đang ăn mừng bước đầu của kế hoạch đã thuận lợi thành công trên tiệc rượu mỗi người tâm tư khác nhau nhưng bầu không khí lại vô cùng náo nhiệt người đến kẻ đi cười nói xô bồ ha ha <laughs> thông thiên tướng quân ngươi nhận được ưu ái của thần chủ thực sự đáng mừng Chỉ có điều sống trên thế gian lè loi một mình thì không thành đại sự người ta có câu là muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng mà muốn đi xa thì phải đi với anh em bất hủ thần vương tính tình nổi danh là dữ dằn vô gian thần vương cũng nổi danh là kẻ có thù lại còn thù dai bây giờ thần chủ hạ chỉ xá tội cho ngươi bề ngoài hai vị kia đương nhiên không dám làm gì ngươi nhưng nói lý ra ta cảm thấy ngươi vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn trong tiệc rượu truyền nhân thái uyên của minh tộc nhàn nhạt nói như đang nhắc nhở lại giống như đang uy hiếp đến lúc này những người đó còn chưa quên mượn hơi phương hành <laughs> đầu thì cũng chỉ có một cái này thôi Ai có bản lĩnh thì cứ đến mà lấy là được. Ta chặt đầu này sẽ mọc đầu khác. Phương Hành lại không thèm để ý, quyết định chủ ý là không đứng về phe phái nào hết. Hắn vô sầu vô lo, nâng chén rượu lên. Chư Thiên Kiêu còn lại chỉ cười không nói gì nhiều. Nhưng cũng vào lúc này chân trời bỗng nhiên chuyển tới một tiếng hét lớn. Được, cái đầu này ta tới lấy. Dòng nói kia vang lên cực kỳ đột ngột nhưng như sấm mùa xuân làm chấn động cả không trung trong nháy mắt cuồn cuộn mà tới tràn ngập mỗi ngóc ngách trong thiên địa trong một hơi thở ở góc đông bắc của hồng hoang cốt điện dâng lên một luồng âm khí ngập trời đáng sợ ngay cả mây trôi ở hướng đó cũng sinh ra cảm ứng bỗng nhiên tạo thành dáng vẻ một cái đầu lớn há mồm thét dài trên mặt đầy sự phẫn nộ tiếp đó ảo ảnh kia mở rộng cái miệng một tia bạch quang trong nháy mắt bay ra từ trong đám mây lập tức di chuyển cả vạn dặm đâm thẳng tới trước người phương hành rõ ràng là một thành bạch cốt mâu trong tiệc rượu của hồng hoang cốt điện trong ma uyên lại có một cao thủ chợt xuất thủ phóng ra cốt mâu cao thủ này thực sự đáng sợ sau một tiếng bạo hống đâm ra sát khí đáng sợ khó có thể hình dung bên ngoài ngàn vạn dặm tập trung vào khí cơ của một người sau đó dứt khoát đâm mâu tới đây sợ rằng là thần thông của cảnh giới đã rất gần với thánh nhân đối mặt với một mâu này ngay cả phương hành trong chốc lát cũng nổi hết cả da gà hai mắt bạo phát hùng quang gắt gao nhìn vào trong chọc ầm một tiếng một mâu bắn thẳng tới giống như thiểm điện trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng cốt bích cùng với là hành lang của hồng hoang cốt điện mà chĩa thẳng vào phương hành lúc này còn đang bưng ly rượu đợi cho mọi người tỉnh lại từ trong kinh hãi cốt mâu đã cách phương hành chưa tới trăm trượng so với tốc độ của cốt mâu này thì khoảng cách trăm trượng ngay cả thời gian một nhịp thở cũng không tới đã có thể trực tiếp xuyên thủng phương hành lớn mật cũng vào lúc này có tiếng quát to vàng lên một cái móng to vàng óng từ giữa không trung bổ xuống can quét một vòng cung điện un nùn đè xuống trộm được thanh cốt mâu đã suýt xuyên thủng phương hành vào tay sau đó hồng hoang lão long vương phi thần tới cái cánh đánh ra di chuyển giữa không trung cũng buồn tiếng quét lạnh bạch cốt thánh quân ngươi làm cái gì hồng hoang cốt điện của ta ngàn vạn năm nay vẫn là nước sông không phạm nước giếng với người hôm nay vì sao lại xuất thủ muốn giết khách khanh của hồng hoang cốt điện ta <laughs> lão phu chỉ là không quen nhìn bọn tiểu bối vô liêm sỉ bây giờ ở góc đông bắc của ma nguyên một giọng cười khà khà vang lên tỉnh dậy đã vạn năm trôi qua lại không ngờ tới bọn tiểu bối hiện nay không có cốt khí như vậy vì cầu mạnh mà không tiếc tất cả còn có mặt mũi khoe khoang là có một cái đầu sau vậy thì bản thánh quân liền muốn lấy cái đầu đó thì thế nào hắc hắc hôm nay người trốn được một kiếp ngày sau tốt nhất nên cầu khẩn đừng có rơi vào tay của bản thánh quân giọng cười kia dần dần rời đi trời quang mây tạnh bình tĩnh lại mọi người có mặt cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chủ khách, Phương Hành vẫn đang ngồi ngay ngắn trong biến hội, trên tay cầm một ly rượu. Một màn vừa rồi thực sự rất hung hiểm, nếu như Hồng Hoàng Lão Lồng Vương xuất thủ chậm một chút thôi, thế e rằng Phương Hành ngay cả cặn bã cũng không còn. Nhưng trên mặt hắn lại tựa như không chút hoảng sợ, mà vô cùng âm trầm. Trầm mặc không biết bao lâu, hắn đột nhiên nâng chén, một ngụm rót vào trong miệng, sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Cái quái gì vậy chứ? Hắn chỉ mắng một câu nhẹ nhàng như vậy, vì tính toán suy nghĩ tới an toàn, trong khoảng thời gian này Thông Thiên Thần Tướng vẫn nên đừng có một mình ra ngoài. Một buổi tiệc rượu bởi vì một cuộc ám sát mà vội vàng kết thúc, mặc dù phương hành không bị thương nhưng hứng thú cũng dã rời. Trừ thiên kiêu của thần tộc khác cũng dùng ánh mắt không nóng không lạnh, dáng vẻ có phần vui vẻ khi người ta gặp họa. Người xuất thủ là một tồn tại thần bí trong Ma Nguyên, đồn rằng đã từng là hạng người quỷ tà, đã từng ở Bạch Cốt Sơn của Ma Nguyên, đây chính là cấm địa một phương không biết bao nhiêu người tu hành ngộ nhập vào địa bàn đó còn sống rời đi từ những truyền thuyết quỷ dị đó thì tồn tại ở bạch cốt sơn tuyệt đối không phải hạng người chính nghĩa gì nhưng ngay cả y cũng muốn đánh chết phương hành từ đó có thể nhìn thấy sự nguy hiểm của phương hành sợ rằng ngày đi tới thần tiêu cung sẽ không được bình thường rồi tâm tư của chư tu ở hồng hoang cốt điện đều có tính toán âm thầm suy nghĩ lúc mà thần tử À, thần sử tới đã đề cập 10 ngày sau chư vương thần tộc sẽ tới Bắc vực thần châu, tới thành tiêu, đại yến, yết kiến thần chủ. Đến lúc đó cũng yêu cầu phương hành đi theo. Dọc đường con đường này chỉ sợ sẽ không được an bình. Phương hành đang ở hồng hoang cốt điện thì có cường giả đỉnh cao hiện nay của thế gian là hồng hoang lão long vương chấn thủ mà đã có người muốn giết hắn. Đợi khi hắn ra khỏi hồng hoang cốt điện đi tới bắc vực thần châu dọc theo con đường đó không có che chở à không che không yểm thì càng không biết sẽ gặp bao nhiêu hung hiểm. truyền yết kiến này, người không đi có được không? Giao trì tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh sau khi phương hành được xá tội cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện. Trong mấy ngày này vẫn đi cùng phương hành. Lúc nghe phương hành đang ở trong tiệc rượu, liền suốt chiếc nước bị một tồn tại cao thủ ám sát thì vẻ mặt nàng vô cùng lo lắng. Một lần yết kiến này 10 phần thì có tới 8-9 phần chính là vì đại sự tìm kiếm phong thần bảng ta à, không đi chắc chắn là không được rồi. Cảm xúc của Phương Hành cũng có chút mất mát, nghe xong Mạc Tiêu Thành nói thì gượng cười đáp lại một câu. Vậy ta đi sẽ đi cùng ngươi, dọc con đường này ta sẽ bảo vệ ngươi. Giao trì tiểu công chúa nói rất nghiêm túc nhưng lại làm Phương Hành bật cười. Ngươi cười cái gì? Ta đang rất nghiêm túc đó. Giao trì tiểu công chúa trừng mắt và mặt trịnh trọng nói. Ngươi chết thì ta cũng không sống được, ta sẽ lấy cái mạng của ta để bảo vệ ngươi. Được, được, đại sự an toàn của ta đều giao vào tay người đó. Phương Hành cũng nghiêm túc suy nghĩ một lượt sau đó đồng ý. Tổng cộng còn có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau phải bước lên con đường yết kiến hung hiểm. Thời gian 10 ngày cuối cùng này hắn liền núp trong hồng hoang cốt điện, chính xác sẽ không tùy tiện ra ngoài. Cũng tiện thể lợi dụng thời gian này củng cố tu vi của mình, cũng sống được một thời gian an nhàn bên giao chỉ tiểu cung chúa, cùng với khuê nữ nhà mình trong lúc không có việc gì hoặc là dạy dỗ khuy nữ hoặc là vui đùa với giao chỉ tiểu công chúa hoàn toàn không hiểu phong tình kia ngược lại cũng khá là thích ý thành tựu lớn nhất lại rốt cuộc là đặt tên cho khuê nữ nhà mình nữ hài tử thì đương nhiên phải đẹp rồi về sau ngươi cứ gọi là phương tiểu mỹ đi chỉ dùng không đến thời gian uống cạn nửa chén trà phương hành liền nghĩ xong cái tên cho vật nhỏ trước đây vật nhỏ vẫn đi theo long nữ chỉ có điều tính tỉnh của long nữ trung hậu vẫn luôn chờ đợi Phương Hành là người làm cha đặt tên. Hôm nay rốt cuộc được xác định, cũng không biết sau khi Long Nữ biết được có hối hận về quyết định của mình trước đây hay không. Nhưng mà Phương Tiểu Mỹ lại vui vẻ đồng ý, có tên rốt cuộc sẽ không bị người ta gọi là vật nhỏ vật nhỏ nữa. Đăng Sa hiển nhiên vô cùng không hài lòng với cái tên này, kêu la phản kháng cả nửa ngày, rồi bị Phương Hành đạp cho một cước rơi vào trong hồ. Tứ hoàng tử ngao cuồng của Thương Lan Hải đã trở về Thương Lan Hải phục mệnh, Trước khi đi từng nói chuyện với Phương Hành một lần, thần bí mời Phương Hành sau khi yết kiến thần chủ ở Bắc Vực Thần Châu, hy vọng tới Thương Lan Hải một lần. Phương Hành quan tâm nhất đương nhiên chính là an nguy của trưởng công chúa Ngao Trinh. Gã nhiều lần cam đoan nói bây giờ Ngao Trinh vô cùng an toàn, mà lời nói lý giải từ một góc độ khác thì nàng hiện giờ đã bị Thương Lan Hải giam giữ. Phương Hành không nhiều lời, đồng ý sẽ tới. truyền nhân hung đạo của tiểu tiên giới cũng đã rời đi, y ở lại hồng hoang cốt điện ba ngày, hy vọng có thể được phương hành hứa hẹn cuối cùng ngay cả một lần được phương hành nghiêm túc đối đãi cũng không được chỉ có thể cực kỳ thất vọng rời đi trở về tìm trưởng bối để thương nghị nhưng truyền nhân của minh tộc và thần tử gia dạ tộc lại ở lại đợi 10 ngày sau sẽ lên đường cùng với phương hành tất cả mọi thứ ở đây từng có thứ mà người cần sau tới ngày thứ sáu phương hành âm thầm sai giao trì tiểu công chúa chạy tới bách đoạn sơn một lần hy vọng có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng chưa có điều kết quả không thuận lợi. Bây giờ bách đoạn sơn đã bị một đạo thống của thần tộc chiếm cứ bao phủ chung quanh. Mặc dù có pháp tắc quyền vực bảo hộ bọn họ không vào được, nhưng cũng sẽ không khiến tu sĩ nhân tộc bình thường vào được. Chưa có điều giao trì tiểu công chúa đi theo phương hành cho nên có thân phận thần tộc lại có thể vào trong tìm tòi. nàng cùng với phương hành thi triển bí pháp nào đó phạm vi nhìn tương thông. nàng nhìn thấy gì phương hành cũng nhìn thấy cái đó. đi một lượt trong bách đoạn sơn hy vọng có thể tìm được một vài thứ hữu dụng với phương hành lại nói cũng là do vận may bây giờ bách đoạn sơn có phật trận cùng với phong thiện đỉnh thủ hộ tu sĩ bình thường rất có tiến vào cố tình hiện nay phương hành đã có tu vi độ kiếp bị pháp tắc của huyền vực bài xích không đi vào được nhưng giao trì tiểu công chúa bởi vì tu hành không nỗ lực nên vẫn còn ở cảnh giới kim đan phương hành mới mở cho nàng một cửa lại có cả bạch ngọc lệnh của thánh nhân thủ hộ nên mới có thể tiến vào OK, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây ngang nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau.